hình đâu này nhìn đó, chuyển qua bình thường không, qua đây nè, quỷ là không, ma là không, chuyển qua bình thường, quỷ nè, tiếp chưa, y tá bình thường nè, chuyển nè. Máy tính thì thấy cái hình này là quen thuộc chứ không gì, hình này rất là quen thuộc, hình này là có cơ nổi tiếng là sao, vậy thấy rằng khỏe không? Ở đây thì sao nè, giống không? Cái này nó ghê nha. Ghê quá. Sát Mỹ hả? Ok, bộ được à? Đội SWAT. Đây, đủ thứ đồ của cảnh sát. Muốn cái gì thì đổi cái đó vô. Đó hết, người ta mua về người ta quá trang, muốn làm trời đó làm. Đó, nhưng mà nhớ đừng có thù mấy người yếu vía nhau, không họ có chuyện gì thì mệt á. Nhìn cái đám này ghê quá, đám quỷ nè. Quá ghê luôn. Cũng là kinh dị Mỹ. Rồi cái đầu Halloween đâm vào đầu vô đúng. Chỗ này nó bán mấy cái đồ coi như kinh dị hơi bị nhiều nữa, đầu lâu đỏ hỏng nè, đủ là đầu lâu quá chứ, có gì coi là xương sỏ nè, chuột nè, chó nè, mấy nhỏ nó có sợ khoái nữa, khoái nữa không. Chín rồi, chín rồi. Rồi. Thậm chí chén dĩa cũng là hình ảnh Halloween. Chén dĩa lâu lâu Halloween. Mỹ là suy nghĩ đơn giản thích phải làm. Chẳng có gì kiên cử gì vậy, sứ mình này cho là cái này ghê. Nhìn không có nên nữa, thấy ghê. Mà ở đây nó hẳn quan trọng những nhiều rắn nè. Này đồng quả cú nè.
đầu lâu rồi cái bia mộ nó chơi đủ trò hết thì thôi đó, mình mất cái phái vô nó chơi đây nhà đầu quyền xuống đây coi nè. Dạ. Đây nè.